Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đặc biệt chứng khoán Lại tiếp tục là mình đây Thì hôm nay là phiên uh, thứ ba, Được không? Thì uh, mình cũng sẽ có những cái review lại thị trường uh, Thứ nhất là mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ nhìn về tổng quan của thị trường Và sau đó chúng ta tổng kết lại về thị trường trong ngày hôm nay uh, Rồi uh, sau đó thì có những cái nhận định Để chúng ta có thể là tiếp tục uh, hành trình vào ngày mai là thứ tư. Ok Rồi uh, Đầu tiên thì trước khi đi vào thì chúng ta hãy là về thị trường uh, trong đoạn này à, buổi sáng thì chúng ta thấy là có một cái động lực à, tăng à, rất là mạnh đúng không à, lên đâu đó ở khoảng một 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 À, nhưng rồi về cuối phiên chiều thì bạn anh chị thấy là một cái dao động nó rất là hẹp và nó cũng làm cho các bạn và anh chị rất là buồn ngủ Đúng không? và thanh khoản của chúng ta cũng sụt giảm đi rất là nhiều rồi à, thì chúng ta thấy là thị trường chỉ có tăng được có 3,1 điểm thôi tương đương với 0,25% và cái thanh khoản đạt ở cái mức là 15.613 tỷ đó và tự doanh tự doanh ngày hôm nay thì cũng cập nhật rất là sớm thì người ta là mua rồng đâu đó khoảng chín bảy mươi chín tỷ thì nước ngoài thì các bạn có chị thấy là vẫn tiếp tục là một cái hành trình bán đúng không ngày hôm nay chúng ta là bán nước ngoài bán xuyên suốt luôn và gần như là bán trên một cái diện rộng ở à, trên cái diện rộng cũng không có tập trung vào một cổ phiếu nào cả đây là vẫn là bán nhiều như là Vinhome, Vbank, Hòa Phát, Masan và KBC rồi trong cái chiều mà tác động thì các bạn cũng thấy là Thị trường tăng nhẹ đó, thì các mã tăng và mã giảm thì mình thấy là nó cũng cân bằng. À, mình thấy là với hiện tại thì có 226 mã tăng và 201 mã giảm, thì nó cũng khá là cân bằng. À, và ngày hôm nay đặc biệt thì mọi người sẽ thấy được là cái thông tin về uh, Vinfast, đúng không? Vinfast có một cái gọi là nhận được cái đơn đặt hàng uh, từ um, xe mini uh, VF3 thì sáng ra mình thấy là vinfast cũng có một cái động thái là tăng trần ngay trong cái phiên ato à, nhưng sau đó thì cũng không giữ được cái giá trần ha mở cửa ra nó cũng không phải là giá trần và sau đó thì cũng bị bán từ từ xuống à, vào đóng cửa thì mình nghĩ là nó cũng đóng cửa ở mức giá cũng tương đối là sanh điểm nhưng mà vẫn là không phải là cao nhất trong ngày và tác động thì mình đánh giá là tích cực nhất trong đối với các ngành các cổ phiếu rồi sau đó thì tiếp tục là như hvn và liên rồi vbank bcm gvr và vinamilk và mbb ở chiều ngược lại thì em thấy là có các cổ phiếu như bid vietcombank techcombank plx vietjet masan khang điền và bng là các cổ phiếu nó đó đóng góp cho một cái chiều tiêu cực còn nhìn về động thái phân bổ dòng tiền ở các nhóm ngành thì các bạn và anh chị thấy là các cổ phiếu như là bất động sản ngân hàng chứng khoán vẫn là một trong những cái ngành mà đang hút được nhiều rất là nhiều dòng tiền và dòng bán lẻ thì hôm nay thì mình thấy là cái dòng tích cực thì có dòng bán lẻ nhóm công nghệ thông nhóm công nghệ thông tin và nhóm uh, hóa chất ở trong cái chiều ngược lại thì mình thấy là có một cái động thái như dầu khí thì có một cái uh, rất là tiêu cực, đó, mình thấy là dầu khí đóng góp một cái chiều tiêu cực rất là lớn và tiếp tục thì nhóm hàng cá nhân và sau đó là hai cái nhóm uh, có dòng tiền giao dịch khá là nhiều nhưng mà mình thấy là có sự phân hóa và giảm cũng không mạnh, đó có nghĩa là phân hóa thôi và gần như là với những cái sự giảm điểm này thì mình đánh giá là gần như là đi ngang thôi đó, đi ngang thôi chứ cũng không có cái vấn đề gì cả đó là ngân hàng và chứng khoán rồi thì như mình có chia sẻ với mọi người thì mình cũng tập trung vào ba cái nhóm ngành này ba nhóm ngành là để mình giải ngân một cái số tiền lớn được không rồi ở đây thì trước khi đi vào phân tích với thị trường các bạn của anh chị đừng quên để lại cho mình một cái like nha một cái like một cái share và thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận mình cảm ơn các bạn của anh chị rất là nhiều ở đây thì các bạn quan chị thấy là về cơ bản về thị trường chúng ta vẫn hiện tại là đang có một cái động thái là tích lũy đúng không? Thì sau với những cái hồi phục mình nói trước đó với các anh chị bạn là một cái biến động lớn đó là giảm mạnh đó sau khi mà các bạn thấy là vùng tích lũy này nó tạo ra một cái red down về trong mặt ngắn hạn các bạn thấy là nó cũng chững lại và cũng tương đối giảm là khá mạnh và sau đó thì có một cái hồi phục nhưng mà hồi phục này thì mình đánh giá đây không phải là hồi phục chữ V đúng không? và sau đây thì nó vẫn là với hiện tại thì chúng ta đánh giá nhất nè đây bạn thấy là nhìn vào trạng thái đúng không? trạng thái đây là một cái trạng thái yếu và cái xu hướng thì chúng ta đã mất xu hướng tăng trước đó và hiện tại thì mình thấy là đang tích lũy trở lại trong một cái, cái 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 xu hướng hiện tại là đang nằm ở dưới mây đúng không? dưới mây là ta là xu hướng đau à, xu hướng đau nhưng mà ở đây chúng ta có hai xu hướng thôi một xu hướng giảm và một xu hướng tăng đó. còn với hiện tại thì mình đánh giá khả năng là thị trường vẫn đang xoay quay trong một cái xu hướng đau Ừ, và cái cần này thì mình nghĩ là thị trường ta cần có một cái sự tích lũy lại đâu đó khoảng tầm 2, 2 đến 3 tuần và nghĩ là 2 3 tuần có nghĩa là trong tính từ cái tuần này luôn Thì cho nên là cái cơ hội mình nói là à, rủi ro có xảy ra hay không Mình nói đánh giá khả năng là rủi ro trong đoạn này nó không giảm mạnh như vậy à, Không giảm mạnh cũng khó tăng mạnh à, Và đặc biệt thì khi những cái trạng thái tích lũy các bạn thấy là cái thanh khoản của thị trường nó sẽ sụt giảm đi rất là nhiều đúng không? thì mình thấy là hiện tại thì cái thanh khoản của thị trường cũng đã giảm đi khá 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 rồi khá khá rồi các gì bạn ha. À, và đặc biệt hơn thì mình nghĩ là chỉ cần qua ngày mai nữa thôi. cần qua ngày mai thôi để chúng ta đánh giá được. thì về mặt ngắn hạn thì mình nói là đây, đúng không? À, về mặt ngắn hạn mà bạn chị thấy nè, sau một cái giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh này, thấy không? cái breakdown trong cái khung H thì chúng ta hãy có một cái hồi phục và hiện tại đang tích lũy lại thì cái cơ hội mình nói là bây giờ thị trường chúng ta vẫn có khả năng tích lũy xong nó sẽ có một cái nhịp tăng bên nói là ở đây nó sẽ có một cái nhịp tăng lên đó nhịp tăng lên lanh quanh ở cái vực một hai một hai mươi một hai tám mươi thì nó sẽ trở về lại đâu đó ở những cái vùng đỉnh cũ có nghĩa là vùng đỉnh cũ là cái nghĩa là cái vùng ở đây mình mở dài ra các bạn anh chị thấy là nó sẽ như thế nào ha ở đây ha đó thì nó cũng sẽ có một cái nhịp nó buôn lên đúng không? mình nghĩ là cũng vẫn có nhịp buôn lên à, buôn lên đâu đó ở những cái phía trên này đâu đó một hai sáu x mùng hai sáu x vẫn là một đống đánh mình vẫn đánh giá là một cái kháng cự tương đối mạnh trong mặt ngắn hàng như thế này đúng không và đặc biệt thì qua ngày kế tiếp nữa các bạn thấy thấy là một cái phiên đó hàng phải sinh thì cho nên mình đánh giá đây là vẫn một cái nhịp mà thị trường đang có một cái nhịp xoay quay à, nhịp xoay quay để rũ bỏ ha các bạn nha đó, để rũ bỏ các bạn, các bạn anh chị à, nhớ chú ý đó, đừng có gọi là bán rẻ trong đoạn này mình nghĩ là trong cái đoạn này thì chưa tích lũy là chúng ta nên canh mua rồi mình nghĩ là giai đoạn này chúng ta nên giải ngân và canh mua với thị trường thanh khoản thấp như thế này tại vì các bạn thấy là nếu như thị trường tích lũy xong sau đó nó tạo ra với cái đà tăng thì lúc đó các bạn thấy là tạo nền thì nó là một cái yếu tố đúng không và cái điều kiện đủ là một cái điều kiện và cái điều kiện đủ là gì sau đó nó chuyển đổi xu hướng và nó tạo ra một cái vô lớn một cái vô lớn lúc đó các bạn anh chị lại nhảy vào đua À, thì mình nghĩ là đó là không hay, được không? Thì cho nên là chúng ta nên tranh thủ những cái cơ hội mà rung lắc của thị trường à, chúng ta nên tham gia. Thì đối với mình thì chúng ta có ba cái nhóm ngành mà chúng ta cần quan tâm, đó là ngành à, ngân hàng. Ngân hàng thì mình nói là hiện tại cũng đang tích lũy rồi. À, còn giảm mạnh nữa hay không thì mình nói đánh giá khả năng thì có khả năng thì nó không sẽ không giảm mạnh nữa mà nó sẽ dao à, động xoay quay rồi. Được không? giờ mình sẽ quay thì các bạn thấy là bây giờ nếu động lực giảm thì nó cũng không phải là để giảm mạnh nữa đây cũng không tạo ra một cái động lực giảm mạnh đúng không rồi đây các bạn thấy là có những cái cổ phiếu như SHB Mình nói cổ phiếu SHB cũng lăn quanh đâu đó ở những cái bi như thế này các bạn anh chị cũng có thể canh để mua đúng không đó, ngày hôm nay các bạn thấy là cũng có những cái điểm mà nó nhúng 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 về đâu đó khoảng 11.5 cộng trừ đúng không mình nói vùng 11.5 cộng trừ là cái vùng là cái điểm mua à, vi hôm nay mình thấy là cũng khá là tích cực Đúng không? Khá tích cực nhưng mà vẫn chưa phải là một cái điểm mà gọi là điểm ngắn hạn các bạn. Đó và như hôm nay mình thấy là có VIP mình cũng chia sẻ mọi người nếu như các bạn và anh chị muốn t cộng thì có thể tham gia vào VIP. Được không? Tham gia vào VIP. Sáng nay mình thấy là quanh quanh 22. Đó à, quanh quanh 22. Đó, thì cho nên là với bây giờ thì các bạn và anh chị thấy là nó cũng giảm lại một tí. Đó. thì cũng nếu mà như các bạn và anh chị tham gia vào t cộng thì cũng đang lộ lộ nhẹ nhẹ một tí so với uh, buổi sáng ngày hôm nay nếu tham gia vào, được không? À, nhưng mà mình thấy là ở đây nó cũng một cái điểm nó vượt qua này đó, thì cho nên là cái khả năng à, về VIP thì mình nghĩ là nó cũng có một cái điểm đâu đó là nó sẽ à, tích lũy rồi nó cũng sẽ tiếp tục đi lên cho nên là các bạn anh chị nên chú ý vào những cái cổ phiếu này đó. và các cổ phiếu mình nói là các bạn anh chị có thể quan tâm đầu tư đó thì giống như là SHB, VB Bank và kể cả Tiên Phong Bank Tiên Phong Bank đoạn này mình nghĩ là trong cái tuần này nó trải qua được cái tuần này mình nghĩ là trong những cái tuần tới thì nó sẽ có một cái biến động hẹp có biến động hẹp để chúng ta có thể gom mình nghĩ là lanh quanh ở cái vùng 18 này cộng trừ trong cái biên này bạn thấy là cũng có thể canh gom nó biên cái biên biên này ha cái biên này quanh quanh 18 thôi đó là cái vùng mình nghĩ là canh để gom tốt nhất về các cổ phiếu ngân hàng tại vì mình nói các cổ phiếu ngân hàng bây giờ BID chẳng hạn đó BID bạn thấy bây giờ nó có rủ hay không đó bạn thấy là những cái cổ phiếu như SHB, Vbank đó nó đâu có chỉnh đâu nhưng mà cổ phiếu BID nó có chỉnh thì nếu BID chỉnh thì bạn anh chị chú ý đúng không bạn anh chị chú ý Đó nhưng mình nói là nếu chú ý về đâu đó khoảng 45 45.7 45.7 à, Tầm 45, 45.7 Cũng có thể xem xét ha Công thương Đó Đúng không? Rồi, đó là những cái cổ phiếu về ngân hàng Và tiếp tục thì chúng ta sẽ qua những cái nhóm về như chứng khoán Thì chứng khoán thì mình nói rồi Đây hiện tại thì mình thấy là cũng đang có một cái điểm cũng tương đối nhạy cảm không? Hiện tại thì chứng khoán các bạn có chị thấy là cũng đang có một cái sự tích lũy khá là tốt rồi đó bây giờ chỉ cần có những cái sự tích cực là nó ngoi qua đúng không thì đây một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên đã giao dịch lên lên sình lình sình ở đây thì cho nên mình nói là các bạn anh chị chú ý vào như SI SI cũng là một cổ phiếu đang cần chú ý mà nó đang tích lũy đúng không thì trong ngày hôm nay mình cũng chia sẻ mọi người về trong room chia sẻ thôi nếu như các bạn anh chị muốn mua thì chúng ta thấy là về thanh khoản thấp quá đúng không đó thì cũng là một cái vùng tích lũy của các cổ phiếu chứng khoán này chúng ta cũng vào lấy vị thế đi không? à, lấy vị thế lanh quanh ở cái vùng 47 nè, 47 47x này, đúng không? Đó, thì chúng ta có thể lấy vị thế. À, và điểm mà mua mình nói là bây giờ nếu mà cái điểm mua ở đây nè. Ở đây bạn, đúng không? Mình chia sẻ cho mọi người cùng chú ý. Ở đây ha. À, đó, các cổ phiếu về như SI nè. được không? Đó, lúc đó quanh quanh ở 35.45. À, VSI thì 47.85 đó thì ở đây mình nói là đều đang tích lũy, thế nên là cùng ngành thì các bạn anh chị có thể chọn một thôi, nó cùng ngành mà. À, thì có khi nào có tín hiệu tăng các bạn, tín hiệu t tí cộng khi nào tăng khi, không? à, SI vượt qua 36 sáu, à, VSI vượt 49 Thì thì bạn và anh chị có thể mua và cái mục tiêu ngắn hạn ở đây, à, thì trước tiên là chúng ta có thể là chọn một trong hai cái cổ phiếu này để chúng ta lấy vị thế, đúng không lấy vị thế trước, à, còn những cái tham gia thì chúng ta tính sau ha. Rồi à, tiếp tục thì chúng ta là qua những cái nhóm ngành bất động sản thì bất động sản mình nói là các bạn và anh chị thì có những cái cổ phiếu như Vinhome thì ngày hôm nay thì mình thấy là như Vinhome mình có một cái à, đặc biệt mình thấy là có một cái phân kỳ. Đúng. Thì trước đó mình nói là các bạn và anh chị thì như Vinhome nó có tạo đáy dài hạn rồi. Đó. Thì đây nó cũng có những cái đường về phân kỳ. đó nó gọi là phân kỳ của MACD trước đây thì mình nói là đây là một cái vùng đáy dài hạn của Vinhome rồi thì uh, trong ngắn hạn thì chúng ta là có một cái à, phân kỳ nữa đúng không thì cho nên là về mặt ngắn hạn này mình nghĩ là cũng có thể tham gia nhưng mà mình nói là ngắn hạn này nó đang gọi một cái tích lũy cũng tương đối là khó chịu cho nên là các bạn anh chị nào muốn tham gia thì mình nghĩ là tham gia thôi còn các bạn anh chị nào mà kiên nhẫn được thì chúng ta có những cái mục tiêu đúng không 51x cho tới 63x thì như mình nói các bạn anh chị thì những cái mục tiêu này á nó phải rơi vào đâu đó là trên à, đâu đó là phải trên à, 7 tháng, đúng không? thì cái mục tiêu nó có thể là xảy ra trong vòng đó thì chưa tới một năm, thì cho nên là mình nói là đây là cái cơ hội chúng ta thấy trong à, mặt nó chung một tí, từ đây đến cuối năm. rồi và những cái cổ phiếu khác như DG, DG thì mình nghĩ là đang tích lũy thôi, cũng đang còn chờ đợi một cái điểm à, chờ một cái điểm tín hiệu cho DG đúng không? và các cổ phiếu như PHR này. VCR thì cũng đang tăng thì chúng ta cũng đang uh, theo dõi như thế nào? Nhờ cái điểm mua thì hiện tại nó không có Nhưng mà nha, mình nên mua không có nên là cũng theo dõi thôi. NCC cũng không có điểm mua, IDC cũng không có điểm mua. Đó là cái cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp thì rất khó mua trong giai đoạn này rồi. À, có BCM thôi. Không biết là các bạn các anh chị còn giữ được BCM hay không, đúng không? À, nó cũng tới một cái điểm chốt một phần thì mình nghĩ là kỳ vọng tới một cái chốt cái lần này lần uh, thứ hai để trong ngặt ngắn hàng trước ha ngắn hạn trước là những cái vùng này của bcm rồi à, tiếp tục thì chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành khác mình nói là uh, cũng có những cái nhóm ngành khác thôi à, những cái cổ phiếu như uh, bất động sản thì bây giờ cái mặt cổ phiếu này nó đã hồi phục á nên nó không còn nhiều điểm mua mình cũng đang quan sát thêm những cái cổ phiếu như phú tài này đúng không rồi uh, như tng này đó thì cũng đang theo dõi coi như thế nào điều chỉnh tích lũy hay điều chỉnh à, thêm một tí thì mình nghĩ là ok đối với lại à, các cổ phiếu như là TNG TNG mình nghĩ là một vài phiên tới thì tầm tầm vài phiên tới và nó chỉnh về đâu đó những cái biên như thế này chúng ta cũng xúc được nó à, chưa tới 21 đâu các bạn nó tầm tầm 21 cộng một tí ha TNG rồi à, à, có thêm cổ phiếu đặc phương thì mình cũng thấy quan sát cổ phiếu đặc phương mà ngày hôm nay nó cũng không có điểm à, chỉnh về để mua ha à, đặc phương cũng không có điểm chỉnh về để mua à, mình nghĩ là đâu đó khoảng tầm ở khu vực à, như thế này bốn oh, 7 7 à, bảy loanh quanh khu vực này à, thì nó rủ, rủ vào đâu đó quanh khu vực này chúng ta có thể là xem xét cho về à, như đặc phương ha à, những khu vực đó chúng ta chú ý ha đó là những cái cổ phiếu mình nghĩ là chúng ta cần chú ý thôi còn đâu đó thì cũng còn rất là nhiều cổ phiếu khác nhưng mà chúng ta hãy cũng cũng không tiện theo dõi hết và cũng như là cũng không có à, là mua hết được cái gì bạn nha đó, thì rất là nhiều nhóm ngành khác nhưng bây giờ bạn thấy là những cái nhóm như công nghệ thông tin đó, à, giống như là các cổ phiếu như xem nè cổ phiếu đề đầu bây giờ nó tăng quá như thế này nó cũng đâu có còn đi mua đâu mà nó có tăng lúc đó bạn thấy nó trần cũng không có giờ mua được à, LC lc các cổ phiếu này rất là khó mua này bạn chị nhé rồi à, bây giờ thì chúng ta cũng có thể là chú ý như vậy ha mình nói là thị trường bây giờ nó khó nhưng mà các bạn anh chị thấy là đây là cơ hội đó cơ hội để mua để chờ Rồi ở đây thì các bạn và anh chị thấy những cái chia sẻ của mình mà hữu ích thì bạn và anh chị để lại cho mình một cái like, một cái share và thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận và cũng như là mình cũng mong là các bạn và anh chị có những cái cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm đó, để chúng ta mổ xẻ nhiều hơn và cũng như là cũng mong là để tư vấn được cho các bạn và anh chị các bạn và anh chị có thể là comment ở dưới cái phần video hoặc là các bạn và anh chị có thể là join vào những cái room mở của mình ha, ở dưới cái phần mô tả dưới cái phần mô tả của video và cũng như là dưới ha, dưới cái đường link ở dưới cái đường link nha các bạn ở à, dưới cái đường link mà mình để phần comment á mình sẽ để vào đó các bạn anh chị nhớ có thể soi vào đó và những cái cái room mở thì mình để để cho các bạn anh chị có thể chat thoải mái để chúng ta có thể trao đổi với nhau hàng ngày và cũng như là tìm ra cái cơ hội và cũng như là rủi ro của thị trường nha và bây giờ thì mình chúc các bạn anh chị thật là một ngày đó, vui vẻ và những cái ngày tới chúng ta giao dịch thật là thành công và bây giờ thì mình bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp